Và thực sự là Super Sunday không làm bất kỳ ai phải thất vọng với những gì đang diễn ra ở tại ván thiếu thứ ba này cả. Phoenix đi là không còn tốc biến, nét vẽ bồi vào và lại là Phoenix thành bởi Phoenix mà bại tại Phoenix à. Châu Vi đang gỡ. Cái sao lại đi như thế? Sau đó thì Honor tràn tới rất tràn tới đội hình của Genji. Bay không có tốc biến mà ép phá giao tranh này thì Bay chạy bằng cái đang rồi. Thả diều liên tục và Bay liên tục bị tấn công Honor. Anh ta nằm luôn rồi. Tăng nát hoàn toàn, tự nhiên lại thua, rất là vô duyên. Con gấu đã nằm rồi, Tipper đã nằm. Để bình tĩnh, Doran lao lên, Doran và delay. Doran chịu không nổi, bấm đồng hồ, T1 đang bị chậm lại một nhịp. Gấu được thả, Doran vẫn nhảy về được, nhưng đó là Faker với sát thương cùng của Quy của tao vẫn kịp bung ra hai trụ bảo vệ nhà chính. Mà bản đấu đã bị quăng đi bởi Binet rồi.